Vũ Dũng luôn luôn là chụp ảnh có một cái nét khác thường người ta, tức là chịu tìm tòi những góc độ lạ, góc độ mới mẻ, lạ mà vẫn thể hiện được những cái nội dung chính mà người ta cần thể hiện. Thế và không bao giờ cam chịu chụp lại những cái góc mà đã cũ. Từ ngày chúng tôi xây dựng gia đình ấy, nói chung là nhiều khó khăn, nhưng mà vì là anh rất là thích, ham mê nghệ thuật, cho nên là hai vợ chồng mới bàn nhau là bán chiếc xe Phượng Hoàng đi và mua cho anh một cái máy ảnh. Và từ đấy có một cái anh máy ảnh rất là nhỏ, nhưng mà anh đã bắt đầu sáng tác. Ấn tượng nhất của anh Dũng là bức Hạnh Phúc chụp người lính đảo về và gặp người vợ bế một đứa con trong một cái niềm hân hoan hạnh phúc mà bức ảnh anh Dũng cũng được nhiều giải thưởng trong nước. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, sinh năm 1954 tại Hải Phòng, là thành viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng và Việt Nam, hiện là trưởng ban Hội đồng Nghệ thuật Hải Phòng. Anh là người đầu tiên của Hải Phòng nhận được hai danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Eva Pago của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và tước hiệu Artist Fiap do Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế phong tặng. Một khoảnh khắc để người ta nhớ đến anh trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Nhưng sâu xa hơn từ giải thưởng ấy chính là chất riêng của một nhiếp ảnh gia được trưởng thành từ hội họa. Có lẽ vì thế nên các tác phẩm nhiếp ảnh của anh còn có thêm cái nhìn của con mắt hội họa. Nhiếp ảnh chẳng qua nó chỉ là một vài các cái thao tác về kỹ thuật, công nghệ thôi. Chứ còn về các cái bố cục, rồi tạo hình và góc chụp vân vân các thứ thì cũng có lẽ là xuất phát từ hội họa. Những năm tháng trong quân đội, Vũ Dũng là một họa sĩ. Ngoài vẽ tranh cổ động và vẽ minh họa phục vụ bài giảng về khí tài, thì anh còn vẽ gần như tất cả những gì anh thấy trong cuộc đời quân ngũ. Và tất nhiên là cả những nhớ nhung về dáng kiểu thơm trong tình yêu của người lính và người chọn niềm tin ấy đến lúc hòa bình. Rời quân ngũ năm 1980, anh lập gia đình, tiếp tục cùng vợ vun đắp cho niềm đam mê nghệ thuật. Anh đã từng nói, đời đã dạy anh, nhưng gia đình đã cho anh tất cả. Và anh luôn trăn trở vì mình chỉ biết dành thời gian, công sức cho nghệ thuật mà không giúp gì được cho vợ con. Vợ tôi là một trong những người phụ nữ nói đáng yêu, đáng trân trọng nhất. Bởi vì cái sự nghiệp thành công của tôi có lẽ cũng, nếu không có của vợ tôi thì chắc là cũng không thể nào thực hiện được. Rồi những năm tháng chiến tranh, mình đi bộ đội thì cô ấy yêu thương mình, rồi đến lúc mình trở về thì cô cũng gắn bó. Có phải nói là lúc thăng trầm tôi cũng một thời gian yêu nghệ thuật quá và quên ăn quên ngủ, và đến mức độ mắc bệnh và bị suy nhược ròng rã gần 2 năm, thì vợ tôi cũng là người gắn bó kiên trì giúp tôi chữa bệnh. Qua bệnh tật nó lại cho mình những cái bài học mạnh mẽ hơn nữa về cuộc sống, về tình yêu con người và cái sự vươn lên. Và khi đã ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh luôn trân trọng những giây phút bình yên bên gia đình, bên người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng anh. Lúc ấy là cái thời bình, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, cho nên là đã phải lao cuộc sống để mà kiếm sống. Thì tôi bắt buộc là tôi phải làm dịch vụ, và lúc ấy là mang máy ảnh đi ra các công viên và là chụp ảnh tranh thủ, vẫn làm cơ quan nhà nước, thế nhưng mà và chụp ảnh dạo để kiếm sống. Thì không có cách nào cả, là tức là phải lấy đồng tiền đó để ngoài cái tồn tại ra, nhưng mà với tình yêu và đam mê nghệ thuật thì mình bắt buộc mình phải lấy lao động để lấy cái đồng tiền đó để nuôi nghệ thuật. Tất nhiên là bản thân người vợ thì phải chăm lo cũng như là mọi thứ để coi như là làm sao động viên anh có sức khỏe để
cháy cái niềm đam mê của mình để làm sao mà tất nhiên cái giải thưởng là một chuyện, nhưng mà cái mà để mang cái đẹp cho mọi người ấy, đấy là cái điều quan trọng. Và rồi như cái nghiệp, Vũ Dũng gắn bó cả cuộc đời, cả sự nghiệp với bộ môn nghệ thuật thị giác này. Sự nghiệp cầm máy của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng có thể được đánh dấu bằng tác phẩm Không Hòa đạt giải nhất Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 3 năm 1994. Mô tả hai đứa trẻ ngồi đánh cờ bằng những nắp chai bia mà Vũ Dũng bắt gặp trong trường mầm non nơi anh đem con đến gửi. Nhưng khi tôi vào trong cái trường mầm non ấy và đưa cháu đi học thì tôi không thể hiểu được tại sao lại có một cái đứa cháu mà lúc ấy có 3 tuổi thôi mà hai cháu nó ngồi nó chỉ mấy cái nút bia thôi mà cái động tác nó chơi cờ phải nói như người lớn. Tôi nhìn qua cái hình tượng ấy tôi thấy xúc động quá, vì có lẽ do cái trái tim của mình hay là do cái trải nghiệm. Và tôi chụp ngay cái bức ảnh đó, và theo như là nhận xét của ban giám khảo, một bức ảnh đoạt giải nhất huy chương vàng khu vực là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì đất nước ta đã hiện nay đã thay đổi, trí tuệ của tuổi thơ hiện nay đã thay đổi. Một trẻ em mới có 3 tuổi đã đánh cờ, chứng tỏ là các cháu được bố mẹ, được xã hội, giáo dục, chăm sóc. Cho nên các cháu mới thông minh và mới có những hình ảnh như thế. Từ đây, năm nào anh cũng có ảnh đoạt giải thưởng của các báo, khu vực, quốc gia và quốc tế. Hầu như là tất cả những bức ảnh mà gửi giải thi đầu tiên ở Hà Nội ấy, hoặc là các nơi thì hầu như là tôi là người mang gửi ảnh cho anh. Đấy là một cái nguồn, tôi nghĩ rằng là một cái nguồn động lực để động viên anh. Năm 1998, Vũ Dũng là phóng viên chuyên ảnh trang bìa của báo Hải Phòng Cuối Tuần cho đến các số báo Tết. Những bức ảnh trang bìa của Vũ Dũng đã góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp trên các ấn phẩm của báo Hải Phòng. Anh rất tâm đắc với câu nói của nhà thơ Tố Hữu: một tác phẩm đẹp phải là cái đẹp của cách mạng, cái đẹp của dân tộc và cái đẹp của sự thật. Đối với anh, cái đẹp của cuộc sống đơn giản là sự bình dị ẩn chứa đằng sau nhịp sinh hoạt đang diễn ra hàng ngày. Trong ống kính của anh là quê hương đất nước, những khoảnh khắc đời thường, dung dị và đầy cảm xúc. Những đôi mắt tròn xoe, thơ ngây với biết bao mơ ước trong veo, xôn xao trong tâm hồn con trẻ. Những gương mặt trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết, những khung cảnh hết đỗi chân thực mà sinh động. Đấy là cả một cái quá trình lâu dài lao động và cũng thực ra cũng đầy là vất vả và sự lao động và sự hy sinh, nhưng đó là một cái niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến đối với một nghệ sĩ và những con người lao động và yêu nghệ thuật. Người ta thường nói 60 năm cuộc đời để nói về kiếp sống của con người tồn tại trên thế gian. Ở độ tuổi mà người ta đã nghĩ đến sự viên mãn, sự an nhiên để chiêm nghiệm cuộc sống đã trôi qua. Hồi tưởng để hướng tới tương lai, tên một triển lãm mà anh tham gia khi vừa tròn 60 tuổi. Đó là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia, nhằm tôn vinh sự đóng góp của hai nhiếp ảnh gia xuất sắc Mizo Tuleza, Slovakia và Vũ Dũng, Việt Nam. Nhà báo nhiếp ảnh gia Mizo Tuleza vốn là phóng viên mặt trận của báo Quốc phòng Nhân dân Tiệp Khắc, và ông cảm thấy hạnh phúc khi lần này những tác phẩm của ông kết hợp với những tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng truyền tới người xem thông điệp nhân văn, hồi tưởng lại tình đoàn kết, mối thân tình giúp đỡ nhau trong khó khăn để thêm trân trọng, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp và hướng tới tương lai của hai nước. Trong cuộc triển lãm này, nếu nhiếp ảnh gia Mizo Tuleza mang đến những trải nghiệm về Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, thì những tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng là góc nhìn về sự hồi sinh, vượt qua mọi thăng trầm của một dân tộc,
nên có lẽ chủ đề hồi tưởng để hướng tới tương lai chính là bản chất của Vũ Dũng. Nói chính xác hơn là ông đại diện cho một thế hệ Việt Nam nói lên tâm tư của chính mình. Chuyện đời vẫn được kể, niềm đam mê vẫn được thực hiện, dù tuổi dần xế chiều, khi có những người bạn đồng hành thân thiết như thế này. Có lẽ họ vẫn tiếp hướng về tương lai cho niềm đam mê với nhiếp ảnh. Vì ở độ tuổi này, người ta chín ở mọi góc độ, chín ở nghề và chín ở cái sự đời đã càn qua bao khoảnh khắc đáng nhớ nhất của kiếp người. Cách đây 26 năm, lúc ấy đài phát thanh truyền Hải Phòng mở một cái lớp camera. Thì anh Vũ Dũng là một trong những học sinh của cái lớp ấy. Trải qua thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn lắm. Bây giờ gặp lại anh Vũ Dũng ấy, thì có cái đặc biệt là anh ấy trưởng thành rất nhiều. Và khi mà tôi biết là anh Vũ Dũng đoạt được rất nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh, có những cái triển lãm của anh Vũ Dũng, tôi lần nào tôi cố gắng tôi đến tôi xem. Và rất mừng với anh Vũ Dũng với cái sự trưởng thành của anh ấy về nghề nghiệp và về đạo đức con người. Anh Dũng đối với tôi thì làm vừa là một đồng nghiệp, vừa một người anh, một người nghệ sĩ, một người thầy đi trước. Và bản thân về nhiếp ảnh thì tôi học tập anh rất là nhiều về phong cách chụp và những cái khoảnh khắc khi anh em gặp nhau và anh trao đổi. Anh Vũ Dũng thì cũng là một con người có một cái niềm đam mê cháy bỏng. Và đặc biệt thì anh ấy có sự đam mê nhưng mà cũng trời phú cho anh con mắt. Thế nên anh cũng có rất nhiều cái tác phẩm được đánh giá về cao cả về chất lượng, về nội dung cũng như hình thức thể hiện cũng như là mọi mặt về mỹ thuật. Một căn phòng chật chội không đủ cho những đam mê rộng lớn để anh lưu trữ hàng ngàn tác phẩm, hàng trăm giải thưởng anh có được trong mấy chục năm cầm máy sáng tác. Và có thể nó vẫn còn tiếp tục với những tác phẩm sắp tới đây với một niềm đam mê không ngừng nghỉ. Từng là một chiến sĩ, nên anh luôn tự nhủ, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh không thể thụ động trước cuộc chiến đấu mà anh ta sống. Khi thời bình xã hội phát triển, nhiếp ảnh lại càng có vai trò quan trọng với những vấn đề xã hội. Mà nhiếp ảnh phải biết xung phong, phải biết trách nhiệm, lương tâm của mình để có cái nhìn sâu sắc. Để có được điều đó, bao năm nay, Vũ Dũng đã đi khắp nơi, lặn lội, đến những vùng xa xôi nhất với hàng trăm các bức ảnh mang hiện thực cuộc sống, văn hóa dân tộc. Niềm đam mê sẽ giúp con người ta có bản lĩnh và sống trọn với nó để hướng tới tương lai.